cuối tháng 7, mình có được một chuyến đi đến thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để tham gia một trại hè học làm phim. Đó là lần đầu mình được gặp nhiều người bạn có cùng đam mê đến như vậy. Là lần đầu được học bài bản với những đạo diễn có chuyên môn. Ôi, nhìn fan quá. Và là lần đầu mình cảm thấy có nơi dành cho mình. Đều có một nơi để nhớ về, để yêu thương, đúng không? Để yêu thương và để tự hào. 5 ngày phải thức đến tận 2-3 giờ sáng để làm phim. Review đó, đó lớn được sao? Đoạn 1 đi, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 vô. Mọi người đừng ngồi đó, tại vì ngồi đó gần giám khảo quá, xí miếng quái giám khảo thì mọi sẽ bị mắc mọi người vào. Mọi người đừng ngồi. Tôi rất vui vì năm nay chúng ta kỷ niệm một cột mốc quan trọng khi Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ngày hôm nay Hoa Kỳ và Việt Nam là đối tác tin cậy và là bạn với mối quan hệ dựa trên tôn trọng và hợp tác. Và là năm ngày đại tự hào của team 7up khi được giải nhì với bộ phim đầu tay của nhau. Mỗi người sinh ra đều có một nơi để nhớ về, để yêu thương và để tự hào. Em đi, em thấy bất kỳ một cái khoảnh khắc gì đó mà em cảm giác là nó hay, nó đẹp đó, thì em sẽ dừng lại và em quay ngay lập tức. Mọi người ba bên đây. Ba. Tạm biệt Quảng Trị.